Trong buổi họp báo chiều ngày 7 tháng 4 vừa qua, nhà quản lý quỹ Vinacapital đã thông báo quỹ đầu tư Việt Nam Opportunity Fund, hay được giới đầu tư biết đến với tên gọi là VOF, đã chính thức được chuyển lên niêm yết tại sàn chứng khoán London. Sự kiện này được cho là sẽ góp phần thu hút nhiều hơn nữa mối quan tâm của giới đầu tư quốc tế đến với thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo thông tin từ Vinacapital, quỹ VOF đã được chuyển niêm yết từ sàn phụ AIM lên sàn chứng khoán London. Từ ngày 30 tháng 3 năm nay, niêm yết tại sàn London là cơ hội để quỹ có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù tăng trưởng và kết quả đầu tư mỗi năm là khác nhau, nhưng nhà quản lý quỹ Vinacapital khẳng định luôn thu xếp để duy trì mức chi trả cổ tức ổn định trong những năm qua. Một năm mình tiền lời rất là nhiều mà mình không thể chia hết được. Mình lấy một phần, mình tái đầu tư. Một năm mình tiền lời ít thì mình lấy một phần, có thể nhiều hơn phần lời mình chia cho nhà đầu tư. Cái phần mà chia cho nhà đầu tư ở Việt Nam gọi là cổ tức, nó phải đều đều. Nếu mà nó không đều đều á, cái nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ của bên này á, họ cũng hơi giận. Thì bây giờ bên này cũng cố gắng chia một cái phần đều đều cho họ. Thì năm mà mình lời nhiều á, thì mình chia ít. Năm mình lời ít á, thì mình chia tương đối nhiều. Mà mình giữ cái mức độ ổn định. VOF là quỹ đầu tư dạng đóng, hiện có giá trị tài sản ròng đã vượt 700 triệu đô la Mỹ và NAV tăng trưởng khả quan khoảng 5% tính từ đầu năm đến nay, theo yêu cầu của nhà điều hành sàn chứng khoán London. VOF phải tập trung phần đầu tư lớn hơn nữa cho thị trường Việt Nam thay vì dàn trải cho các thị trường khác như Lào, Campuchia hay Myanmar. Thực tế, từ đầu năm đến giờ, nhà quản lý quỹ này đã rót 50 triệu đô la cho hai công ty tư nhân Việt Nam, trong đó có Bệnh viện Thái Hòa ở Đồng Tháp và một nhà sản xuất vật liệu xây dựng nữa mà danh tính vẫn chưa được tiết lộ.